Chiều nay, Cục Thuế thành phố đã tổ chức hội nghị trực tuyến tổng kết công tác thuế năm 2021, triển khai nhiệm vụ giải pháp công tác thuế năm 2022. Đến dự có Phó Tổng Cục trưởng Tổng Cục Thuế Vi Văn Tuấn và Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng Hồ Kỳ Minh. Năm 2021, tuy ngành thuế triển khai thực hiện nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước trong bối cảnh kinh tế có nhiều khó khăn thách thức, nhưng kết thúc năm, toàn ngành đã xuất sắc hoàn thành và vượt dự toán thu ngân sách nhà nước hơn 1%. Trong đó, 7 trên 7 quận huyện và 9 trên 17 khoản thu hoàn thành và vượt dự toán. Đặc biệt, số thu từ hai khu vực kinh tế quan trọng của thành phố là khu vực kinh tế ngoại quốc doanh, kinh tế nhà nước đều vượt dự toán. Thu từ khu vực FDI không đạt. Năm 2022, ngành thuế đặt ra mục tiêu tiếp tục thực hiện có hiệu quả các giải pháp nhằm hoàn thành vượt mức thu ngân sách nhà nước được giao với 3 nhiệm vụ trọng tâm và 11 giải pháp cụ thể. Phát biểu tại hội nghị, Phó Tổng Cục trưởng Tổng Cục Thuế Phi Văn Tuấn đã biểu dương Cục Thuế Đà Nẵng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2021. Đặc biệt, năm 2022, nhiều quy định về thuế có sự thay đổi, chính sách hỗ trợ thuế tiếp tục được thực hiện. Vì vậy, Cục Thuế Đà Nẵng phải tính toán để có kế hoạch cụ thể và chủ động các giải pháp hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh cũng ghi nhận và biểu dương sự nỗ lực vượt qua khó khăn của ngành thuế để đạt được kết quả vượt mức thu ngân sách nhà nước và hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị năm 2021. Năm 2022, Phó Chủ tịch đề nghị ngành thuế tập trung thực hiện tốt 3 nhiệm vụ và 11 giải pháp đã đề ra ngay từ đầu năm, thường xuyên phối hợp với các ngành các cấp để tổ chức tốt thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, đồng thời chia sẻ tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp và người nộp thuế. Tham mưu thành phố xây dựng kịch bản thu sát với tình hình điều kiện kinh tế, đảm bảo cân đối nguồn lực để thành phố thực hiện có hiệu quả mục tiêu kép.